Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video này chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp bảo toàn electron nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. Bài tập như trên màn hình cho 11,20 gam kim loại iron Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được muối FeNO3 3 lần và V lít ở điều kiện tiêu chuẩn khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là A 4,48, B 6,72, C 2,24, D 8,96 Để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp bảo toàn electron nằm trong chuyên đề phản ứng oxy hóa khử. FE Đề bài cho là 11,2 gram tác dụng với HNO3 loãng dư thì thu được muối là Fe NO3 ba lần. Rồi ra còn có sản phẩm khử duy nhất là NO. NO ở đây là về lít. Đấy chúng ta tóm tắt đề bài như vậy. Ta hỏi tìm về, được chưa? Rồi ở đây chúng ta thấy là gì? Ban đầu Fe là có số xóa 0. Sau phản ứng về là Fe có số xóa cộng 3 trong muối Fe 3 3 lần. Còn N trong HNO3 là có số xóa cộng 5 sau phản ứng về số xóa cộng 2 trong NO. Bước đầu tiên là chúng ta viết sơ đồ phản ứng là như vậy. Bước thứ hai là chúng ta viết và cân bằng các bán phản ứng. Ở đây đầu tiên chúng ta có bán phản ứng nhường electron là gì? Fe có số oxy hóa không sau phản ứng về FE có số số hóa là cộng 3, như vậy là cộng 3E. Còn bán phản ứng nhận electron là gì? N có số số hóa cộng 5. Sau phản ứng về N có số số hóa cộng 2 trong NO, khí NO ha. Được chưa? Như vậy là cộng 3E. Đấy, hai bán phản ứng nhường và nhận electron chúng ta đã viết và cân bằng xong. Rồi bây giờ chúng ta áp dụng cái tổng số mol electron cho bằng tổng số mol electron nhận. À, ở đây số mol của Fe tham gia là bao nhiêu? Đề bài cho là gì? 11,2 gam thì chúng ta tính được số mol Fe là bao nhiêu. Chính là bằng 11,2 mà chia cho 56 ha. Thì số mol Fe là 0,2 mol. Đúng không? Ta đặt 0,2 vào đây. Ở đây là gì? HNO3 dư cho nên là Fe này phản ứng hết. Thế thì cái số mol electron nhường là bao nhiêu? Đối với phương pháp này, chúng ta chú ý là gì? Chúng ta coi electron là một thành phần tham gia vào cái hệ phản ứng này, ha. Để chúng ta tính toán số mol của nó, được chưa? Như vậy, số mol Fe tham gia là 0.2 mol thì cái số mol electron nhường ở đây là bao nhiêu? Thì chúng ta tính được chính là gì? 3 nhân không hai một được chưa còn số mol electron nhận là bao nhiêu ở đây đề bài cho là gì v -lít no ở điều kiện tiêu chuẩn thế thì cái số mol no là v chia 22 mươi đúng không thế thì số mol electron nhận là bao nhiêu thì chúng ta tính được là gì 3 nhân V chia 22 phết 4. Được chưa? Như vậy chúng ta áp dụng phương pháp bảo toàn electron. Xác biểu là gì? Tổng số mol electron nhường phải bằng tổng số mol electron nhận. Điều này có nghĩa là gì? Số mol electron nhường tính là 3 nhân 0,2 bằng tổng số mol electron nhận ở đây chính là 3 nhân V chia 22 phết 4. Đây là electron nhường. Ha. Đây là electron nhận. Ha. Tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận. Từ đây chúng ta tính được V bằng bốn phết 48 lít. Như vậy ta chọn được đáp án A. Được chưa? Đấy. Rồi chúng ta khoanh đáp án A ha. Được chưa? 4 phết 48 lít. Đối với phương pháp bảo tồn ở trong ở đây chúng ta không có viết kê phản ứng dạng phân tử nha. Ví dụ là Fe cộng HNO3 là không viết là Fe 3 cộng -O NO cộng 2O rồi cân bằng ha. Đấy đấy là bài toán chúng ta giải theo phương pháp bảo toàn electron. Bây giờ chúng ta cũng bài toán này nhưng chúng ta giải theo phương pháp thông thường như thế nào? ha giờ Cách hai đi ha. Thế thì phương pháp thông thường là gì? Là chúng ta đầu tiên là viết phản ứng Fe cộng HNO3 loãng dư thì tạo thành là gì? Fe NO3 3, 3 lần cộng NO cộng H2O. Bước thứ hai là chúng ta cân bằng cái phản ứng này ha. Fe từ 0 về Fe cộng 3 tức là tăng tăng 3. N cộng 5 về N cộng 2. Như vậy là giảm 3. Tăng 3 giảm 3 tức là nhân nhân chéo lên. 3 nhân lên đây, 3 nhân lên đây thay vì nhân 3 thì chúng ta nhân 1 ha, 1 ở đây, 1 đây. Thế thì khỏi nhân để, để số 1 thì khỏi nhân đúng không? Thì vậy chúng ta cân bằng nè. 3n nè, n đây là 4n đặt hệ số 4 trước. HNO3. Rồi, 4H thì 2 H2O. Kiểm tra lại oxy. 2 O sau này, O này nữa là 3. 3 3, 3 9 nè, 9 với 3 là 12. 4 3 12 oxy ha. Đảm bảo cân bằng rồi. Rồi bây giờ chúng ta đặt cái số mol Fe vào phương trình phản ứng và chúng ta tính toán. Số mol Fe ở đây là bao nhiêu? NFE. Chúng ta tính là gì bằng 11,2 chia cho 56 thì bằng 0,2 mol. Do cái HNO3 dư cho nên là cái Fe này nó phản ứng hết. Vì vậy ta đặt cái số mol Fe vào thì ta tính được là cái số mol khí NO sinh ra là bao nhiêu? Thì ở đây chính là 0.2 đúng không? Như vậy là gì? N của NO thì bằng NFE bằng 0.2 mol. Như vậy ta tính được cái thể tích cái NO là bằng gì? Chính là V đấy. Thì bằng gì? 0.2 nhân 22/4 bằng 4,48 lít và chúng ta tìm được là gì? Đáp án à này chưa? Đấy đối với phương pháp thông thường thì chúng ta cũng ra được cái đáp án này nhưng bắt buộc chúng ta phải là viết và cân bằng được cái phương trình này đấy. thì nói chung thời gian nó cũng lâu hơn đấy ha. Chưa chưa kể cái việc là chúng ta cân bằng này là có thể có sai sót hệ số có thể nó sai số và chúng ta làm sai chương trình ha ở phương pháp trên thì chúng ta chỉ cần là gì viết cái bán phân ứng nhường và nhận e này thôi không cần phải cân bằng để ra các hệ số này nha đấy hai cách để chúng ta so sánh ưu nhược điểm của từng phương pháp ha rồi bây giờ là chúng ta làm thêm một cách nữa nha cách này thì yêu cầu là các bạn phải luyện nhiều thì mới mới hiểu được cái cách này. Cách 3 này cũng là cái bảo toàn electron thôi, nhưng mà là nâng cao hơn. Coi như cách một đây là bảo toàn electron cơ bản đi ha. Còn cách 3 này là bảo toàn electron nâng cao. Rồi, đầu tiên chúng ta cũng tóm tắt cái đề nha. Fe 11 phết 2 gam. Tác dụng với lại gì? HNO3 loãng dư thì sau phản ứng thì tạo thành là gì? FeNO3 ba lần và khí NO duy nhất ha. Ở đây chúng ta chỉ cần viết những cái uh, sản phẩm chính thôi, còn những sản phẩm phụ chúng ta không cần ha. Được chưa? Như vậy 11,2 gam này thì chúng ta chuyển đổi qua thành số mol đi. Thế thì NFE bằng bao nhiêu? NFE đây chính là bằng 0,2 mol đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta xem nè. Ở đây V, NO là V đúng không? V Và người ta yêu cầu là tìm V này. Thế bây giờ dùng phương pháp bảo toàn electron nâng cao thì chúng ta không cần viết cái bán phản ứng nhường và nhận electron luôn. Ha. Ở đây chúng ta chỉ chú ý là gì? Ở trạng thái đầu và trạng thái cuối. Tức là Fe ban đầu có số số 0. Sau phản ứng về FE trong FE NO3 3 lần có số xóa cộng 3 như vậy là nó tăng 3. Được chưa? Rồi, cái thứ hai là gì? N có số xóa cộng 5 trong HNO3 sau phản ứng về NO có số xóa là cộng 2. Như vậy là giảm giảm 3. Thế thì một cái tăng 3, một cái giảm 3 thế thì chúng ta có cái bảo toàn electron là gì? Tổng số mol E nhường bằng tổng số mol E nhận ở đây có nghĩa là gì? 3 lần số mol Fe bằng 3 lần số mol khí NO nha. 3 đây là chính là cái số tăng nè. 3 này chính là cái số giảm của NO nè. Tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận chúng ta biểu diễn được cái biểu thức là gì? 3 NFE bằng 3 NNO. Điều này tương đương với là gì? N NO sẽ bằng NFE à, bằng 0.2 mol. Thì đây thì ra được V thì bằng gì? Chính là VNO ở điều kiện tiêu chuẩn là bằng 0.2 nhân 22/4 bằng 4/48 lít và chúng ta chọn được đáp án đã thấy nhanh không? Phương pháp này thì chúng ta không cần viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ha? cũng không cần viết và cân bằng các bán phản ứng. Ha? Chúng ta chỉ cần nhìn vào đề bài, tóm tắt đề bài và chúng ta xác định được số oxy hóa tăng, số oxy hóa giảm và đặt cái số tăng nhân với số mol của cái kim loại ban đầu đấy và bằng cái số giảm thì chính là cái cái số mol của NO thì đặt cái hệ số này 3 lần số mol Fe sẽ bằng 3 lần số mol NO và chúng ta giải được ngay ha. Kênh nên khuyến khích các bạn làm theo phương pháp 3 này nha. Tại vì bây giờ là gì cái xu hướng ra đề của các đề thi đấy nó ra dài, rất là dài. Thì yêu cầu chúng ta là phải giải nhanh, đúng không Đối với cách 3 này thì chỉ đọc đề bài cái là chúng ta bấm máy chúng ta tìm được ngay cái cái đáp án liền ha. Không cần phải viết phương trình cân bằng phương trình gì hết nhẩm 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 cái sản phẩm phản ứng và chúng ta đặt ngay cái biểu thức này là chúng ta tìm được ngay đấy đây là bài đầu tiên để chúng ta làm chậm để chúng ta quen phương pháp chúng ta luyện tập tiếp thêm ở các bài sau ha là chúng ta sẽ rành theo cách này liền luyện khoảng chục bài là thấy nghề liền ha chỉ là vô phòng thi chỉ việc bấm máy và kiếm điểm thôi chứ không cần phải suy nghĩ gì nhiều, nhiều về cái dạng toán này và những dạng toán này thì đề thi gần đây thì thường ra đó, ha? thường ra thường kiểm tra các bạn về cái phương pháp bảo toàn electron này nha. kênh khuyến khích lần nữa nè, nhắc lại lần nữa là kênh khuyến khích các bạn làm theo cách ba nha. chúng ta đọc đề bài, chúng ta xác định được số xóa tăng giảm và chúng ta đặt được cái hệ thức này và chúng ta tìm ngay đáp án liền, nha. để kiếm điểm liền nha. được chưa? Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời, nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận góp ý của các bạn. Để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.